là tim của bé là tim bẩm sinh phức tạp, thì bé phải trải qua từng giai đoạn để tiểu phẫu cho bé, chứ bé không thể nào mà đi một lần được. Ca của bé cấp cứu á, thì bố không có ở trong cái phòng, bố chỉ theo bác qua phòng mà để lấy máu xét nghiệm, chỉ có mẹ là ngồi tư vấn. Thì có nghe bác nói là sức tuổi thọ của bé đến 15 tuổi. Nên giai đoạn đó chỉ có một mình mẹ biết thôi. Đến tới ngày hôm nay ca mổ này xong, mẹ mới dám bộc lộ cho bố biết. À, lấy cây kim lấy sao? Lấy tay hả? Mẹ nó có hình tròn. À, hình tròn là sao nữa? Nó nhọn cỡ nè. Nhọn hơn mẹ. Nhọn hơn mẹ luôn. Nghe mẹ bác sĩ tới chặt cơ rút ra hoài. Ở hồi phòng hồi sức bé tâm sự với mấy bác là bé đau lắm mà bé không dám nói đâu. Phải mạnh mẽ để cho mẹ không có khóc, mẹ không có bị buồn, mẹ không có bị xỉu, để mẹ nuôi con. Chứ con mà rên con đau con khóc đó, là mẹ con đau theo. Nói chung sự đau của con nó rất là lớn, sự chịu đựng của con rất nhiều. Thấy con mổ xẻ thì bố mẹ không thể nào cầm được, kìm được cái nỗi đau của con. Cầu mong sẽ bố mẹ có sức khỏe mà theo con mà bảo vệ con, để cho con được lúc nào cũng có bố mẹ, bố mẹ lúc nào cũng phải có con bên cạnh. Chú là cái như là gia đình chú cũng quan quỷ, đúng ra là cái như là bé Dung không thể cầu, nhưng ngược lại đến bây giờ nó có chồng, có được hai con thì hai cháu thì mình cũng rất mừng. Mà nó ra quế khám là nó mà nặng quá nặng, nó bầm hết môi rồi mà coi giật đi cấp cứu liên tục, mà không có tháng nào mà không lên nhà thằng em cấp cứu hết. Làm ở Sài Gòn mà được chừng nào là gửi về cho nó. Còn mà án là cái gì chỉ có nuôi mà nắng thôi, không đi làm được luôn. Hồi đó con làm ký cho mấy, môi nó thâm hết rồi. Là cái này là phẫu thuật xong rồi. Bây giờ mổ là thì mình cũng không mơ đến, bởi vì cái số tiền nó quá lớn đối so với mình. Hồi đó là cỡ 60 triệu. Nó thiệt tình là coi như là cũng đối với mình là rất bất ngờ, trong khi có chương trình cho bây giờ có một cái trái tim mạnh khỏe đến bây giờ. Em sinh được hai đứa cháu. Rồi hiện tại chồng em đang là cơ khí ở Đà Nẵng. Họ hỏi bác sĩ là cái như là tim bẩm sinh mà mổ là phẫu thuật rồi, nhưng mà bây giờ nó sinh con được không? Thì bác sĩ nó vẫn sinh thì sinh được chứ không phải không, nhưng mà ngược lại là cái như là cũng rất nguy hiểm. Nếu mà cuối cùng là cái như là cũng ổn không có gì. Đây là chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời nhằm gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, và Đăng cũng cảm thấy rất vui khi đã là một phần của sự kiện, bởi vì 13 năm trước Đăng cũng đã từng là một bệnh nhân và được hỗ trợ bởi chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Trong sự kiện đấy thì em được may mắn có cơ hội đứng trên sân khấu hát cùng cô Hà Trâm. Tại thời điểm đấy thì em chỉ nghĩ là mình giúp được gì thì mình làm thôi, và cũng không phải là về cái bài hát hay là cái cách hát đấy, mà chủ yếu là mình cũng từng được gieo mầm và mình muốn là người trở thành một cái cây để gieo lại mầm, giúp cho các bạn nhỏ được hỗ trợ quỹ nhiều hơn và được nhiều bạn giúp đỡ hơn. Em đang ghi số 9 gần xong rồi ạ.
gửi con nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Chú Đình Phong ạ. À. Lê Hoàng Trúc Di. Em mời mọi người vào trong ạ. Thì sau khi mà hướng dẫn cho các bé vào để siêu âm, thì nếu mà kết quả của các bé được bình thường, các bé khỏe mạnh, thì sẽ hướng dẫn cho gia đình và các bé quay về. Nhưng mà khi có kết quả nào mà cần bác sĩ chẩn đoán lại, thì sẽ hướng dẫn các bé qua bên và bác sĩ sẽ quyết định xem là các bé sẽ mổ tim hay không và có được tài trợ hay không ạ. Bé nó có một cái lỗ thông trong tim rất là lớn, gọi là thông liên thất, và hở van ba lá cũng nặng lắm. Cho nên cái trường hợp này là phải mổ, và mổ càng sớm càng tốt. Mà nếu không mổ thì coi như xong luôn đó. Cho nên ráng cố gắng thu xếp chuyện nhà ha, để mà vô bệnh viện càng sớm càng tốt nha. Hy vọng là tụi anh mổ, tụi anh cứu nó được. Sau khi bị bệnh tim và được hỗ trợ rất nhiều tại thời điểm đó, thì cái khoản mổ đối với gia đình em là một khoản rất là lớn và cơ bản là không thể nào chi trả được. Nhưng mà sau khi được Nhịp Tim Việt Nam hỗ trợ thì bản thân em đã được biết được là cái sự có mặt đúng lúc đó nó quan trọng như thế nào đối với những người cần được giúp. Và nên là những năm tuổi trẻ của em đa số dành rất nhiều thời gian để đi hoạt động các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là giúp đỡ các người cần giúp như là các bạn nhỏ, người già và những người có hoàn cảnh khó khăn. Và tôi gieo hoa xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vào tay và tiêu tưới lên cao vời. Ca phẫu thuật tuần 13 năm trước đã giúp cho em có một cơ thể đủ khỏe mạnh để mình có thể làm được những việc mà mình mong muốn. Sau đó thì nó giúp cho mình có được sự đồng cảm để mình có được cái khả năng yêu thương người khác. Còn đối với nhiều bạn nhỏ mà em đã từng tiếp xúc thì em nghĩ đó sẽ là cơ hội để cho các bạn cũng có được một sức khỏe tốt và theo đuổi những cái hoài bão ước mơ, cụ thể hơn là có thể hỗ trợ lại cho gia đình và cho chính cộng đồng của các bạn. Ví dụ như khi mỗi người trong chúng ta đều gieo một hạt mầm xuống thì một thời gian sau chúng ta sẽ có cả một cánh rừng. Ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây. Bây giờ thì con sợ nhất điều gì? Dạ, con sẽ chết. Nó cũng nói một câu hai câu vậy, giờ ba con sợ quá, con sợ chết, lặng răng lo cho con, đưa mổ cho con rồi. Dạ, làm nghệ sĩ. Dạ, con thích âm nhạc, ngon âm nhạc. Mình ta ơi ta, thôi mà, con thân mà.